Lột rồi e, mỗi tháng rắn sẽ lột 1 đến 2 lần. Rắn gần như sẽ lột suốt quãng đời của chúng. Lý do chính của việc loài rắn lột da chính là để phát triển cơ thể của chúng. Khi cơ thể của rắn phát triển, lớp da của chúng sẽ bị kéo giãn ra. Tuy nhiên, khác với da người, da rắn có độ co giãn rất hạn chế, khó có thể phù hợp với cơ thể mới và đến một thời điểm nhất định rắn phải loại bỏ lớp da của mình. Khi giờ G lột da đã đến, loài rắn sẽ tự tạo một lớp da mới dưới lớp da cũ. Sau khi quá trình này hoàn tất, chúng sẽ bắt đầu tiến trình lột da. Việc lột da đánh giá rất nhiều tình trạng sức khỏe của rắn, đặc biệt là rắn nhỏ. Là rắn có khả năng hồi phục thương tổn cực kỳ tốt nhờ việc lột xác. Bé rắn này trước đây bị bi mô nhà mình nó cào, sau một năm ăn uống điều độ và trải qua rất nhiều lần lột, các vết sẹo của nó đã mất dần. Hôm nay mình sẽ trợ giúp bé lột xác nhanh hơn. Điều quan trọng nhất khi rắn lột đó chính là độ ẩm. Cân bằng độ ẩm là rất cần thiết với rắn trong giai đoạn này. Sau khi lột xong, các bạn có thể giữ lớp da cũ này phơi khô để trưng, còn không thì hãy vứt thùng rác nhé, vì nó có thể thu hút kiến đó nha. Pra!